Trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho bạn cái định nghĩa về semantic content và thematic content. Thì về cơ khi mà bạn hiểu về cái gọi là cái semantic content rồi á, thì các video sau á bạn sẽ có động lực các bạn học hơn rất là nhiều, và cũng như rằng là bạn hiểu rõ nó hơn. Thì một cái phần mà bên mình giải thích đó, nó cũng sẽ áp dụng cho module 6, khi mà bạn kết hợp internal link vô thì nó sẽ thành thematic content và những thứ khác. Thì mình sẽ nói về câu chuyện semantic content một chút. Semantic có nghĩa là ngữ cảnh. Ví dụ như khi mà bạn xây dựng thực thể entity đi, thì ở trong cái module 2 mình có nói về cái chuyện thiết lập entity á, là bằng cách rằng là bạn tạo dựng cái mạng xã hội, bạn tạo dựng cái thông tin ở trên internet, nó chúng kết nối lại với nhau, và sau đó rồi á, thì sẽ tạo ra cái thực thể về cái công ty của bạn. Thì Google á, nó sẽ dùng cái gọi là những cái gọi là cái vec, giống như là những cái vector để kết nối các từ, chẳng hạn như bài viết này đi, về bài viết này về máy khoan cầm tay mini. Thì làm sao bài viết này là một bài viết mà Google đánh giá để nó hiểu về chủ đề máy khoan cầm tay mini, hay là bài viết này bạn chỉ đang tu về từ khóa máy khoan cầm tay mini thôi. Bởi vì á, là như mình chia sẻ về chuyện entity á, thì entity là một thực thể, thì nó là một sự vật, sự việc, con người hay cái gì đó nó có tồn tại. Thì khi mà người dùng á, search từ khóa máy khoan cầm tay mini hay là từ khóa SEO là gì, thì cái chữ SEO á, nó cũng có thể rằng là nó là một cái tên của công ty nào đó. Cái SEO cũng hay là cho là nó gọi là thương hiệu của website SEO.com, hay là cái từ máy khoan cầm tay mini, thành ra nó có thể là một tên của ban nhạc, hay là tên của một con một động vật hay cái gì đó. Thì nó có rất là nhiều nghĩa khi mà search từng từ khóa vô ở bên trong. Thì để bằng cách á, là trong cái gọi là cái cơ sở dữ liệu của Google, ví dụ như ở đây là máy khoan cầm tay mini đi, trong cơ sở dữ liệu của Google á, nó sẽ có, khi mà Google nó scan trên toàn bộ internet thì thấy rằng những cái bài viết á, mà đề cập tới chủ đề về máy khoan cầm tay mini, thì máy khoan cầm tay mini ở đây á, là nó có là cái máy khoan mà nhỏ như như cái hình dáng như thế này đó. Thì khi mà thu thập trên internet á, thì nó có một số cái từ khóa và những cái chủ đề về máy khoan cầm tay nó trên internet, ở trên internet. Thì bằng cách á, là Google nó kết nối những dữ liệu này lại, và sau đó nó lưu trữ vô trong database của nó, cơ sở dữ liệu của nó, để từ đó mà bây giờ là một bài viết nào đó mà nói về máy khoan cầm tay mini, mà có đề cập tới ví dụ như là thành cái hãng Bosch, hãng Makita hay là hãng Maytag, hay là nói về khả năng đảo chiều hay chất liệu của mũi khoan hay gì đó, thì nó sẽ nói về gọi là máy khoan cầm tay mini theo kiểu rằng là đó là máy khoan thật sự, chứ nó không phải là tên của một con chó của ai đó, hay là tên của một công ty thương hiệu là máy khoan cầm tay mini, hay sẽ là tên của một website là máy khoan cầm tay mini, ý là vậy. Thì bằng cách là bạn đề cập những cái đó ở trong nội dung bài viết hay nội, thì Google nó sẽ hiểu hơn về cái chủ đề đó, bởi vì những cái chủ đề này Google nó kết nối, ý là nó đi thu thập thông tin ở internet, sau đó lưu trữ trong dữ liệu database. Thì khi á, mà bạn truy cập trực tiếp vô trong cái cơ sở dữ liệu database này, và dùng những cái bạn lấy ra những cái thuật ngữ á, mà Google đã lưu trữ đó, và bạn bỏ ở trên trên bài viết, vừa câu chuyện là thuật ngữ và vừa là câu chuyện rằng đó là các chủ đề mà bạn cần phải nói tới, bạn đặt ở trong nội dung bài viết á, thì từ đó là Google sẽ hiểu hơn rất là nhiều về chủ đề của bạn là máy khoan cầm tay mini, dẫn tới trường hợp là bạn sẽ kéo lên rất là nhiều từ khóa, mà khi ở trong những video tiếp theo mình sẽ cho bạn coi các case study cụ thể. Thì ở trong cái phần 2 mình đã nói về câu chuyện là nghiên cứu và semantic keyword, có nghĩa là những từ khóa thuật ngữ và chuyên ngành gì này nọ, thì đó là cũng là một cách để làm rõ cái chủ đề. Nhưng mà nó còn chẳng hạn như rằng là trong bài viết của bạn cần phải đề cập nội dung gì, cần đề cập cái chủ đề gì, từ đó làm rõ hơn cái nội dung, nguyên một cái nội dung của máy khoan cầm tay mini này. Từ đó mà lên bạn lên rất rất là nhiều bài, gọi là rất là nhiều từ khóa khác nhau. Ví dụ như trang web bạn chọn mua chuẩn.com này, một trang web nó khá là nổi, và khi mà nó xây dựng lên á, thì nó chủ yếu sử dụng trên các phương pháp là cấu trúc Zalo mà như mình đã chia sẻ ở bên video trước, và nó cũng nói về câu chuyện thematic content rất là nhiều là trong module này bạn học, và nó sẽ tạo tiếp ở câu chuyện là internal link ở môn tiếp theo, là gọi là về bên phía trong cái chọn mua chuẩn này nó làm. Thì gần 6 module này mà khi bạn làm, mình lập kế hoạch từ khóa, bạn viết bài và bạn tối ưu theo on page và cũng như là internal link, thì
Một số lượng nhất định, ở đây là 100 bài á, thì bạn có thể đặt một số lượng tương tự như bên website chọn mua chuẩn hiện tại, thì chọn mua chuẩn mình nhớ không nhầm nó là khoảng 200 300 ngàn hay thậm chí 400 ngàn giữa rồi bên tính bằng traffic và ad rep. Thì đây là chuyện về thematic content, thì trong video sau mình sẽ nói cho bạn cụ thể luôn, đó là bạn lấy cái những cái chủ đề, bạn kiếm những chủ đề này ở đâu, làm sao để bạn biết được Google Rank Brand nó ưu thích bạn ở những cái điểm gì khi mà đề cập những chủ đề này, hay là bạn cần phải làm cái gì ở content để nó thành trở thành một content mà Google đánh giá rằng là chất lượng và cũng như người dùng sẽ thích nó. Thì những content á, mà ở trong nội dung bài viết á, nó đề cập tất các thuật ngữ, thì hẹn như ở đây ví dụ từ khóa SEO là gì đi, thì trong bài viết này á, nó đề cập tới các thuật ngữ ở trong SEO như off page SEO, backlink hay cái gì đó, và cũng như đề cập tới các chủ đề mà người dùng khi mà người search ta về search SEO là gì, người ta muốn đông mong muốn người ta đọc những nội dung bài viết đó, những cái chủ đề đó, thì từ đó mà tất cả những cái từ cái mục lục bài viết đến các con chữ ở trong đây Google đều kết nối lại với nhau, từ đó nó làm nên một cái chủ đề của nguyên một bài viết này, là chủ đề về SEO là gì, là tối ưu công cụ hóa tìm kiếm và những thứ mà liên quan tới tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, và cụ thể ở đây là Google, thì nó gọi là semantic content. Nó gọi là semantic, có nghĩa là lúc này Google đã hiểu về semantic, có nghĩa là mặt ngữ nghĩa, mặt ngữ cảnh và những thứ khác. Ví dụ như ở đây á, là bạn thấy là hai hình thì hai hình này á, là người này nói về dog, nhưng mà đôi khi là người này nó nghĩ về cái khác và cái người dog này người nghĩ về cái khác, thì ví dụ như là, đó con chó, thì con chó này nó lại nghĩ về hình này thì không phải, con người này nói về nghĩ nó, nghe cái này nói về chó thì nó lại nghĩ đến con chó, thì hai người này nghĩ khác nhau, tại vì cái thuật ngữ trong đây á, nó phải có cái gọi là cái ngữ cảnh của nó nữa, các thuật ngữ liên quan đến hàng như nếu này ví dụ như từ khóa apple đi, tiếng Anh là dịch ra là trái táo, vậy bây giờ làm sao bài viết đó để nó biết rằng là cái apple này là nói về công ty apple, hay là bài viết này apple này là nói về trái táo và thức ăn dinh dưỡng, thì đó bằng cách là bạn sử dụng cái thuật ngữ của nó. Ví dụ như một thằng thì dùng trái cây nước ép sinh tố gì đó, thì bạn hiểu là về cái gọi là cái sức khỏe gì đó, thì bạn hiểu về cái trái táo thật. Còn nếu mà Apple mà bạn nói về iPhone và những khác thì đó là về nói về công ty, ông công ty Apple, thì bằng cách là bạn đề cập những chủ đề đó nó hiểu hơn là ngữ cảnh ngữ nghĩa, thì nó là semantic content. Và khi bạn kết đây chẳng hạn như bài đề một bài viết semantic content, đây bài viết semantic content, đây bài viết semantic content, và đây cũng vậy và đây cũng vậy, và nếu khi bạn tất cả những bài này bạn kết nối với nhau qua liên kết nội bộ liên kết lại với nhau, nó sẽ tạo thành semantic content, nó tạo thành nguyên một chủ đề rộng lớn. Như bạn thấy đây toàn bộ về semantic content là cụ thể rồi, nhưng những cái này đều đề cập tới mấy dạng LG cả, thì từ đây tất cả mọi thứ đều kết nối với nhau lại tạo thành một thực thể là mấy dạng LG rất là lớn, rất là liên quan, cực kỳ hữu ích, từ đó trỏ về thằng máy sạc LG này. Đó cũng là cái cách đó mà bên GTV mình nó phát triển về mặt traffic, đó cũng là cái cách mà mình cho bạn cây coi case study về 1 triệu traffic, đó cũng là cái cách về cái trang web chọn mua chuẩn để thành công khi mà nó xây dựng về semantic và thematic content. Thì trong video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách research những cái topic mà bạn cần phải đề cập tới để Google nó thích, và Google đây những nội dung bài viết mà Google cho lên top 10. Rồi, hẹn gặp bạn ở video tiếp theo.